Như chúng tôi đã thông tin thì sau nhiều ngày nắng nóng từ chiều tối và đêm nay thì Bắc Bộ sẽ có mưa lớn trên diện rộng. Diễn biến đợt mưa này cụ thể như thế nào chị Lan Chi? Dạ vâng, đợt mưa lần này có thể chia làm 3 giai đoạn chị Hằng ạ. Đầu tiên đó là từ chiều tối nay sang ngày mai thì dự báo là mưa lớn sẽ xuất hiện trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ. Đây cũng là giai đoạn mưa cao điểm nhất của đợt mưa này. Từ đêm mai đến ngày kia, tức là thứ tư tuần này thì vùng mưa lớn sẽ thu hẹp, tập trung ở khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình và phía Nam của Đồng bằng Bắc Bộ. Sau đó sang thứ năm thì cường độ mưa sẽ giảm. Mưa chủ yếu xuất hiện ở vùng núi Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Sơn La và Hà Giang. Vâng, mưa lớn như vậy thì có thể kéo theo lũ quét, sạt lở và ngập úng. Vậy đâu là những nơi có thể xảy ra những hiện tượng này chị? Dạ vâng, lũ quét và sạt lở đất cũng như là ngập úng thì khả năng cao sẽ xảy ra ở những sườn đồi núi dốc đứng, khe suối nhỏ và những khu vực trũng thấp thuộc các tỉnh có thể kể đến như là Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai hay là Yên Bái, bởi vì đây là những khu vực đã có mưa nhiều nhất trong cả 3 giai đoạn. Còn với dông lốc và sấm sét thì cảnh báo là có thể xảy ra ở bất cứ đâu. Thế nhưng thời điểm dễ xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan này sẽ là từ chiều tối nay cho đến sáng mai. Bởi sau đợt nóng ẩm thì mây dông sẽ phát triển rất mạnh. Trước khi có mưa dông, ngày hôm nay Bắc Bộ vẫn có nắng nóng ở khu vực Đồng bằng và Hòa Bình. Nam Định và Hưng Yên sẽ là khu vực nóng nhất vào trưa chiều nay. Dự báo nhiệt độ có thể lên mức gay gắt là 37 độ. Còn thủ đô Hà Nội, Hải Dương, Ninh Bình, Hòa Bình ở mức nắng nóng khoảng từ 35 cho đến 36 độ, các nơi khác dưới 34 độ. Tuy nhiên do độ ẩm cao, phần lớn đều trên 65%, cho nên quý vị vẫn sẽ thấy oi bức và khó chịu. Ở Trung Bộ thì nắng nóng sẽ tiếp tục xuất hiện nhiều nơi vào ngày hôm nay. Dự báo nhiệt độ cao nhất ở các thành phố từ Thanh Hóa trở vào đến Huế sẽ khoảng từ 35 đến 37 độ, trong đó có Đông Hà có thể lên đến mức nhiệt là 38 độ. Còn Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Tuy Hòa là từ 36 đến 37 độ. Chỉ một ít nơi như là Nha Trang hay Phan Thiết trời dịu hơn với mức nhiệt từ 32 cho đến 33 độ. Về chiều tối, đề phòng mưa dông nhiệt cục bộ có thể xảy ra ở khu vực này. Với Tây Nguyên và Nam Bộ, từ sáng đến chiều nay trời vẫn nắng nhiều. Ở Nam Bộ có điểm nắng nóng 35 độ như là tại Tây Ninh. Về chiều tối, mưa dông có thể xảy ra một vài nơi, nhưng trong cơn dông khả năng đi kèm gió giật và sấm sét. Xin được chuyển sang thời tiết biển. Ngoài khơi hai huyện đảo đó là Hoàng Sa và Trường Sa dự báo đều ít mưa, có nắng, gió khoảng cấp 3 đến cấp 5 với tầm nhìn xa trên 10 km. Cảm ơn chị về những dự báo vừa rồi. Như vậy là ngoài nắng nóng vẫn xuất hiện ở Trung Bộ trong ngày hôm nay thì Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ đều có mưa dông, quý vị cần lưu ý. Và tiếp theo sẽ là bảng nền nhiệt độ chi tiết cho các tỉnh thành trên cả nước trong 3 ngày tới. Mời quý vị theo dõi.